Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây, mình là Vũ Quý Hòa. Rất vui hôm nay quay trở lại với mọi người ở con số 2, là chỉ số đường đời số 2 nha mọi người. Đây, các bạn thấy đây, con số 2, người có chỉ số đường đời số 2 là gì? Là tính kết nối. Tính kết nối của người này rất là mạnh. Cho nên năng lượng của số 2 là năng lượng của sự kết hợp, kết nối, hỗ trợ, hòa bình, cân bằng. Số 2 là con số của nhà kết nối, người hòa giải và người hỗ trợ. Chính vì vậy con số 2 là con số mang tính chất là, các bạn hình dung là hai cái bát tài, đúng không? Cái bát tài thắt chặt và yêu thương, đó là người mang chỉ số đường đời số 2. Chính vì vậy hôm nay mình quay trở lại với câu chuyện là 50 cấp độ phát triển của người mang chỉ số đường đời số 2. Cái cấp độ đầu tiên, nếu mà bạn là đang là người mang chỉ số đường đời số 2 thì bạn phải là quản trị cảm xúc, sống tích cực, chữa lành cho bản thân. Có nghĩa là bản thân của bạn cảm thấy thoải mái nhất, có một sự cân bằng nhất, thì lúc đó bạn mới có thể tiến đến cái bước, cái cấp độ thứ hai được. Cấp độ thứ hai, cái level thứ hai của người mang chỉ số 2 á, là giao tiếp, kết nối với người khác. Sau khi mình cảm thấy thoải mái trong người mình rồi, mình có cái sự cân bằng, cái sự chữa lành trong mình rồi, thì lúc đó các bạn phát triển lên level thứ hai là các bạn là có tính kết nối với người khác, là đúng với cả cái bắt tay trong cái hình vừa rồi, các bạn thấy không? Là tính kết nối của người mang chỉ số đường đời số 2. Thì lúc đó là mình bắt đầu mình mở rộng mối quan hệ của mình ra, giao tiếp và kết nối với người khác. Rồi sau khi các bạn đạt được mức cấp độ thứ hai rồi, các bạn sẽ lên đến cấp độ thứ ba. Cấp độ thứ ba là giải quyết vấn đề cho người khác, tạo dựng mối quan hệ chất lượng. Đó, có nghĩa là sau khi mình bản thân mình chữa lành được rồi, thứ nhì là mình kết nối với người khác rồi, thứ ba là mình lại giúp cho chữa lành cho người khác. Đó là giải quyết vấn đề cho người khác, tạo dựng mối quan hệ chất lượng. Các bạn thấy không? Cái cấp độ nó tăng dần, tăng dần. Đầu tiên là chữa lành cho bản thân. Thứ hai là kết nối với bên ngoài. Thứ ba là giúp những cái người mình kết nối đó chữa lành cho chính họ nữa. Mình giúp cho họ nữa là cái thứ ba. Cái thứ tư, cái cấp độ thứ tư của mình là gì? Hướng tới cộng đồng yêu thương, kết nối chia sẻ. Thì cái cấp độ thứ tư là mình lan tỏa rộng ra. Mình không còn là bó buộc chỉ là mình và cái người kế bên mình nữa, mà là cả một cái cộng đồng. Đó là các bạn lên đến cấp độ thứ tư. Và cấp độ cuối cùng của nó là cấp độ cao nhất, là cấp độ thứ năm, là gì? Là lãnh đạo bằng tình yêu thương, nhưng phải quyết liệt và rõ ràng. Nếu như các bạn là lãnh đạo trong công ty, các bạn là một vị trí trưởng phòng, hay là các bạn là vị trí giám đốc của cả một công ty, thì lúc đó các bạn là vẫn là người lãnh đạo, người quyết định mạnh mẽ, nhưng luôn luôn cái tính kết nối của mình là phải mạnh hơn nữa. Đó là cái năng lượng của con số 2, là mình phải thể hiện được tình yêu thương, nhưng phải quyết liệt và rõ ràng. Thì đó là cái người mà mang chỉ số đường đời số 2. Vừa rồi mình chia sẻ nhanh gọn về 50 cấp độ phát triển của cái người mang chỉ số đường đời thứ 2. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.